anh cầm nĩa lên. Rồi nè. Từ từ mới đút một miếng nha. Rồi, đằng bé đi vô. Không, không, chút xíu chụp nha. Mỗi người cầm một cái bánh ăn nha. Có bé tôi, một bé tôi. Bên trai nhỉ, bên trai nhỉ ơi, bên đang làm gì, bên trai nhỉ? Hôm nay bên làm gì? Giới thiệu đi. Mẹ, hôm nay bên cùng hai chị ăn sinh nhật rồi. Bên nhỏ. Chị Vân, từ lớn đến nhỏ chị Vân nói chứ. Giới thiệu đi. Hôm nay một bé tôi giơ tay lên kìa. Chết một miếng nè. Rồi bên miếng nè. Miếng nè. Rồi có ba chưa? Miếng nè. Có ba đứa. Bên. Không có ai đi quay clip hết á. Còn mình cắt đi. Không lên ngồi, lên ngồi đi, lên cắt đi. Nghe gì? Dạ, hôm nay mình sẽ với hai chị mình sẽ sinh nhật bà nội. Các bạn ngồi sát vô bà nội coi. Bên ngồi sát. Con gì á? Bà đó đang quay. Ngồi sát vô bà nội đi. Nó ghét ra bà ơi, con đang ra đang sinh nhật bên của bà mình. Rồi bên cầm cái này là bên chỗ nặng cái mũ. Để cầm cho trước. Rồi đây. Mời ông nội. Mời nữa rồi, rồi. Ăn đi mấy bà cháu rồi, ăn đi. Rồi, giống như mình đang ăn nè. Ăn đi. Đã ngon lắm. Ăn đi. Bánh kem thật là đẹp và ngon. Rồi bà quả. Đây là đây. Bè lên nè. Đó, xe lên lên. Ăn cái nến đâu được. Làm sao mà ăn cái nến được. Bè nằm đứng rồi. Các bà nó phải ăn rồi. Ờ, đây nến cái mấy cái muỗng nè. Trứng nè, trứng nè. Đây. Đó, bánh thật là ngon luôn. Rồi bên mời ông nội chưa, mời ba chưa? Cầm bánh lên các bạn, cầm lên đàng hoàng. Cầm bánh lên. Cầm một dĩa thôi. Cầm một dĩa thôi. Được rồi, kể nó đưa lên, mẹ xây lên cho ba. Rồi xây ra đây, mẹ xây ra đây. Đó, đưa lên. Đó, thật là ngon luôn. Đấy, thật là bánh này rất là đẹp nè. Rồi, ăn đi. Vừa đẹp, vừa ngon nè. Giới thiệu. Ừ, giới thiệu đi. Con đủ này nó không giới thiệu mà đang ăn ngon quá. Ngon quá. Có cả nội với 13. Đó. Rồi để ra đi con, để đó đi, để. Nè ba mà. Rồi. Có con 2, 13 đi. Rồi. Rất là béo. Vô, mình vô kia ngồi ăn luôn đi. Rất là béo.